Tôi là V. Cullen. Tôi xuất thân tại một vùng quê nghèo tại miền Trung. Nơi đó đầy gió và nắng vô cùng khó khăn và dẫn đường là một giấc mơ vô cùng lớn. Chính vì thế, bằng tất cả các sự quyết tâm và nỗ lực, tôi đã theo đuổi ước mơ của mình trở thành một nhà thiết kế thời trang trẻ em. Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về thanh xuân của sự quyết tâm. Đó là nhân vật khách mời ngày hôm nay của chúng ta, V. Cullen. Cô ấy đã có cho mình rất nhiều những show diễn thời trang ấn tượng như V. Fetif Fashion Show 2019. Câu chuyện của cô ấy đến với nghề cũng là một câu chuyện hấp dẫn mà Nhật Trường tin là sẽ truyền được rất nhiều động lực dành cho các bạn trẻ của chúng ta, nhất là những người đang gặp những khó khăn trong cuộc sống, tuy nhiên vẫn không từ bỏ niềm đam mê chinh phục ước mơ của mình. Vậy thì câu chuyện ấy cụ thể ra sao? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe với sự kết nối của người dẫn chương trình Thanh Thảo trong khoảnh khắc cuộc đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Quốc tế City. Xin chào cô gái trẻ, nhà thiết kế thời trang V. Cullen. Trước tiên thì chị thắc mắc là tại sao mình lại có cái tên này? Cái tên này ấy là nó xuất phát từ ban đầu ấy, là cái thương hiệu của em lúc đó nó chưa nổi thì nó là V Collection. Em rút gọn nó thành V Cullen. Lúc chúng ta còn nhỏ thì em có nuôi cái ước mơ, cái khao khát của mình lớn lên là mình làm nghề gì, hay là mình đặc biệt là mình lớn lên là mình thích được làm nghề thiết kế thời trang không? Gia đình em ngày xưa rất khó khăn, cả mặc cả ăn đều thiếu thốn hết. Có những cái mảnh vải rồi chị em tự cắt để may thành những cái bộ đồ cho mình mặc. Sau đó em nghĩ là tại sao mình không trở thành nhà thiết kế để có thể may đồ cho gia đình mình mặc trước. Lúc đó những cái định hình trong suy nghĩ về giấc mơ, về công việc của em nó như thế nào? Vào năm 2003 em có tham gia một cuộc thi là em vẽ ước mơ. Trong cuộc thi đó vô tình gặp lại chị. Đó là lần đầu tiên vào năm em 9 tuổi. Thì lúc đó chị có trao em một phần quà. Cô duyên đã đưa mình đến với cái ngành vẽ như thế này. Thì tại sao mình không khai thác bản thân mình? À, chị nhớ rồi, có nghĩa là cách đây là 16 năm, yeah. Ngay tại thành phố Đà Nẵng là, yeah, có một cái đợt là trao giải và trao học bổng cho những bạn học sinh có những cái bức vẽ đẹp nhất, chủ đề là về thành phố luôn đúng không? Yeah, em vẽ ước mơ của mình và, yeah, lúc đó là Vi là một trong những cô bé, chính bản thân Thảo là người trao cái phần quà đó cho em. Như vậy là ngày hôm nay là 25 tuổi mà cũng đã có được những cái thành công nhất định. Thì tại sao em lại chọn cái lĩnh vực này mà không phải là thời trang dành cho người lớn? Tại vì ngày xưa em đã từng mơ ước là lớn lên là mình thiết kế đồ cho nhiều người mặc luôn mà. Sau khi em tốt nghiệp đại học vào tháng 9 2017 thì có một lần bên chương trình Việt Nam Junior Fashion Week tìm các nhà thiết kế trẻ để làm bộ sưu tập. Em có duyên được gặp chị Xuân Lan và sau đấy là mọi người mời em về để làm một bộ sưu tập ấn tượng cho fashion show mùa thứ tư. Có một chị phụ huynh có em là diễn trong cái bộ sưu tập của em luôn. Chị đó dẫn dắt em vào con đường thời trang vào tháng 9 2018 cơ. Là em mới bắt đầu vào con đường thời trang trẻ em. Lúc đấy là em ra mắt bộ sưu tập để diễn thị nguyện trên chùa Hằng Pháp. Em mới cảm thấy rằng là đây rõ ràng là cái duyên của mình rồi, thì mình phải nắm bắt và theo đuổi nó. Em nói gì với cái đam mê hiện tại, đặc biệt là với cái thị trường thời trang trẻ con, cũng không phải là một cái thị trường dễ cho những bạn thiết kế trẻ. Vì em cảm nhận rằng là thời trang trẻ em bây giờ rất là ít và mọi người tập trung vào thời trang người lớn rất là nhiều. Tại sao mình không phải là người đầu tiên đi ra làm cái mảng đó? Riêng đối với trẻ con thì từ những cái kiểu dáng nè, thì cũng phải là chất liệu làm sao cho nó mềm, nó mát, nó phù hợp với các em. Mà kiểu dáng thì cũng không có được quá rườm rà nữa, yeah. Có phải là em đang chọn một thị trường ngách hay không? Em thích những cái gì nó khó, càng khó em sẽ càng chinh phục. Em có làm một bộ sưu tập thì em chọn chất liệu là von organza. Đây là chất liệu thị trường ở Việt Nam không ưa chuộng nhiều lắm đó. Em chọn cái chất liệu này thì sau khi em ra mắt bộ sưu tập, khách hàng rất là thích. Em cảm thấy đây là một chất liệu tiềm năng thì em tập trung vào khai thác nó luôn. Sau đó em đụng phải cái vấn đề đúng như chị nói là đây là một chất liệu cực kỳ khó. Em cũng phải bỏ ra một năm để nghiên cứu nó. Thì trong thời gian đó em cũng có làm một chương trình khác. Nếu như bản thân mình không tự tạo cho mình một cơ hội thì người ta sẽ không hề biết tới mình được. Lúc đó em bắt đầu triển khai đưa thương hiệu của mình đi lên. Em quyết định tổ chức V Fade Fashion Show mùa 1. Nhưng ở đó nó không có đòi hỏi riêng về sức lực, dạ, mà nó còn là vấn đề về tài chính và, dạ, sự ủng hộ của những người xung quanh nữa. Thì em đã có được những thuận lợi và những khó khăn như thế nào? Cái lúc đấy thì thật ra là trong người em không có tiền. Em chỉ nghĩ là mình sẽ ra một bộ sưu tập thôi.
mình không có tổ chức cái fashion show đấy. Vô tình em nhận được một lời diễn của một anh. Anh bảo là bây giờ mời cô Vi cùng ba nhà thiết kế khác nữa làm một fashion show cho trẻ em. Em đứng ra em hỗ trợ cho anh này, em là ban tổ chức luôn. Được các anh chị yêu thương nên là khi mình đề nghị cho em mượn địa điểm này, mượn địa điểm kia thì các anh chị cũng cho em. Lúc em đứng ra em tổ chức cuộc thi đó thì gia đình em cũng khá là bất ngờ là tại sao con có thể liều lĩnh như vậy? Sao con không có nghĩ ở khía cạnh lỡ như con không có tiền rồi sao? Chúng ta đối diện với khó khăn để chúng ta sáng tạo, để chúng ta lớn lên trong cái môi trường đó. Khi mà gặp phải những cái vấn đề mà nó làm cho mình stuck lại ở đó thì đối với bản thân Vi, em có tính thêm cái bước thứ hai, bước thứ ba dành cho mình hay không? Mình đã đứng ra mình tổ chức rồi mà mình phải đi cho đến cái đích. Lúc đó em cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là mình chưa từng điều hành một cái chương trình nào hết, cũng không có kinh nghiệm trong xử lý hậu trường, hậu kỳ, quản lý nhân sự. Lúc đấy là cũng phải nói là có một cái duyên, có một chàng trai tới hỗ trợ em, là hỗ trợ em về sức lực thôi chứ không phải về điều kiện kinh tế. Cái công việc mà mình đang làm với tất cả những sự nỗ lực của mình thì mình được đền đáp bằng những cái sự kết nối, không biết từ đâu mà những mối duyên đó lại đến, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình thuận hòa hơn trong cái công việc. Và Vi nè, chị biết là với một cô gái bản lĩnh như em, và trong tất cả những cái khoảnh khắc mà quan trọng, những cái quyết định của mình sẽ có một cái sự tác động nhất định từ một nhân vật quan trọng, đó chính là cô chị gái. Chị tin chắc là bây giờ chị Thu Hà sẽ có rất là nhiều điều để có thể chia sẻ khi mà đồng hành cùng em ở một cái đoạn đường dài như thế này. Rồi, xin được mời chị Thu Hà. Dạ, chào chị Thảo ạ. Xin chào Hà. Hà có thể giới thiệu một tí xíu về công việc hiện tại của bạn? Dạ, công việc hiện tại của em là kinh doanh ạ. Dạ, em có một thương hiệu dầu gội riêng. À, dạ. Có nghĩa là chị cũng kinh doanh, em cũng kinh doanh. Em thì thời trang em bé, còn chị là dầu gội, cái thương hiệu dầu gội riêng. Nghe có vẻ rất là hấp dẫn với hai chị em nhà này. Lý do tại sao mà Hà luôn là một cái người có tác động và ảnh hưởng lớn đến với cô em Vi của mình như thế? Nhà em thực ra là ba chị em gái và một em trai. Thì ba chị em gái rất là thích vẽ tranh chị. Mỗi lần mà trên trường hoặc là địa phương có chương trình vẽ tranh á thì khi nào bọn em cũng có mặt hết. Nhưng mà có một cái đặc biệt là em với lại em gái sau của Vi á thì vẽ phong cảnh, riêng Vi thì là vẽ người. Từ khi mà lên cấp 2 trở lên em bắt đầu có sự thay đổi về cách ăn mặc. Là em hay là Vi? Dạ Vi. Ồ, Vi. Có nghĩa là lúc đó chị hình dung là em mình đang có một cái năng khiếu vẽ. Dạ. Nhưng cái năng khiếu vẽ này nó cũng chưa chắc định hình là một nhà thiết kế thời trang. Bắt đầu thấy là cô này là ăn mặc có gu, rồi động viên em thi vào ngành thời trang. Dạ. Những cái cột mốc quan trọng kiểu như là khi mà em đến gặp chị Xuân Lan, rồi trong mọi cái quyết định đó em có về em chia sẻ với chị Hà không? Dạ có, vì chị hai luôn là người đứng phía sau ủng hộ. Cái thương hiệu hiện tại em đang điều hành đó là do hai chị em đồng sáng lập. Nên là em lúc nào em cũng tôn trọng cái quyết định của chị hai em hết. Em sẽ hỏi gì em trước. Nhưng mà tại sao lại có cái bóng dáng của chị hai quá lớn trong cái thương hiệu thời trang ấy? Phải chăng là chị hai cũng có một cái mơ ước được trở thành một nhà thiết kế thời trang? Hồi xưa em cũng thích được trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng mà ba mẹ em lại muốn em là thi ngành kiến trúc. Em là chị đầu mà ba mẹ nói là phải nghe chị. Ồ. Dạ. Và như ba mẹ là người vẽ ước mơ cho chị hai, rồi bây giờ bé Vi lại là người tiếp nối để vẽ ước mơ của chị. Dạ. Nhưng mà nói một chút về cái thương hiệu dầu gội đầu của em, thì đến lúc nào mà một kiến trúc sư lại có ý định là kinh doanh và đặc biệt lại là dầu gội đầu? Em là một người rất là nhạy cảm cả bên trong lẫn bên ngoài. Ừ. Là cái mũi em cực kỳ nhạy bén luôn. Dầu gội công thức em nghe mùi á nó quá nồng nặc cho nên là em dễ bị dị ứng. Em nghĩ tại sao mình không nghĩ ra cái dầu gội riêng cho mình, sức khỏe với lại cái mong muốn của mình, nên là em đã nghĩ ra cái thương hiệu riêng mình. Nhưng mà thật ra chị thấy đây là một cái sự trái ngành mà nó cũng cũng phải mất nhiều thời gian và công sức, bởi vì chúng ta đâu có dành thời gian để chúng ta học về sinh hóa. Dạ. Hay là khi mà em mảy may suy nghĩ ra cái con đường sự nghiệp đó của mình rồi mình bắt đầu mình đi học tiếp để mình thực hiện cái này. Thực ra thì là em trải qua khá nhiều nghề rồi. Khoảng năm 2015-2016 thì sức khỏe của em không được tốt nữa chị. Ừ. Nên là em dừng công việc mãi đến năm vừa rồi sức khỏe của em mới bắt đầu tiến triển lại. Tại vì trước đó là em bị giảm cân tới mức mà còn 38,5kg thôi. Trong khoảng thời gian đó em bắt đầu cân bằng lại sức khỏe, nói chung là quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Nhưng mà rõ ràng khi mà Vi có một cô chị hai nghị lực như vậy thì đây là một cái tấm gương để cô em này đang noi theo. Rõ ràng chị hai đang có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Dạ, đúng rồi. Và ngay thời điểm này thì chị cũng cảm nhận được là cái nỗi niềm xúc động đang dâng trào lên mắt của cả hai chị em. Dạ. Vi có muốn nói gì với người chị của mình không? Thật ra hôm nay chị hai em tới đây em vô cùng xúc động. Khi mà chị em nói là cái giai đoạn chị em bị stress công việc ấy, là chị em để lại cho em
gánh vác cái thương hiệu của mình. Và lúc đó em cảm thấy rằng là cái giai đoạn khi mà mới khởi đầu sự nghiệp, chị hai đã đi theo, bây giờ chị hai đã rơi vào cái vậy, thì mình phải cố gắng hơn nữa, mình phải tiếp nối cái con đường của chị hai mình để mình đi tiếp, không bao giờ khuất phục. Chị hai em có nói một câu như thế này: thương hiệu chị để lại cho em làm gì cũng được, nhưng đừng để nó đi sai định hướng ban đầu. Quá là rõ ràng, một câu nhắn rất là ngắn ngủi thôi, nhưng mà Vi đã phải ra sức sáng tạo, đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để giữ lại cho Vi Fader không đi sai cái định hướng ban đầu. Hà có thể chia sẻ một tí xíu về cái định hướng ban đầu về cái thương hiệu thời trang này? Bọn em lúc đó ở quê mà nghèo, cho nên là nuôi tham vọng nhiều lắm. Nhưng mà sau khi mà em bị bệnh rồi nhiều cái đó, thì em không thể trực tiếp làm được nữa, em mới chuyển lại cho Vi. Những năm qua em cảm thấy là điều mà em làm là vô cùng đúng, tại vì em cảm nhận được cái nỗ lực của em gái của em. Chính em gái của em cũng làm cho em rất là tự hào, và ba mẹ em cũng rất là tự hào. Rõ ràng ở cái giai đoạn mà khi nghe cô chị nắm chặt tay mình để nói một cái điều rằng là bây giờ chị để thương hiệu lại cho em làm gì thì làm mà đừng để đi sai với cái định hướng ban đầu. Chị tin chắc là đối với Vi á, có rất là nhiều những cái cảm xúc. Yeah. Cảm xúc ở đây là mình hơi một chút trong trên khi từ xưa đến giờ có chị hai ở bên cạnh. Yeah. Những cái việc chính, những cái gì đó để quyết đoán thì chị hai đã làm thay mình rồi. Nhưng bây giờ vì vấn đề sức khỏe, chị hai phải dừng lại. Vậy thì chúng ta phải cố gắng hơn nữa, không những viết cho ước mơ của mình mà là ước mơ cho chị hai. Hai chị em đã định hướng cho Vi Fader trong khoảng 3 đến 5 năm sắp tới sẽ như thế nào? Em đang có một cái kế hoạch cho 2021. Em sẽ cho gọi là sản xuất mặt hàng đó, vì em biết là nó tiềm năng. Mình chịu khó, mình đưa ra thị trường thì người ta sẽ chấp nhận thôi. Và bây giờ có lẽ là để cho tai nghe mắt thấy và quý vị cảm nhận sự thuyết phục hơn ở chương trình ngày hôm nay và những nỗ lực của Vi Collin, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một bộ sưu tập có một cái tên rất ấn tượng, đó là Thần Rừng, với phần biểu diễn vô cùng xuất thần của những em bé người mẫu nhí đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rất là tuyệt vời, nhìn các bé đi thần thái, và những cái bộ trang phục này nó mang cái tính thời trang, và rõ ràng nó có một cái yếu tố lồng ghép giống như là yếu tố bảo vệ môi trường vậy đó. Dạ. Khi mà mang cái tên Thần Rừng, đúng không? Dạ. Một cái thông điệp ẩn ý ở trong đó. Cảm ơn Vi ngày hôm nay đã mang đến một bộ sưu tập rất là dễ thương và đáng yêu, và chúc cho Vi sẽ gặt hái được thật nhiều thành công. Và chị tin rằng là với mọi cái quyết định của em, nó sẽ luôn luôn có một cái ma lực nhất định ở trong đó để giúp cho em có thêm sự sáng tạo và năng lượng trong công việc. Cảm ơn Vi và cảm ơn Thu Hà.
Thưa quý vị, vừa rồi là khoảnh khắc cuộc đời của V. Collins. Nói thật với chị Thảo nhé, chưa bao giờ em đứng ở vị trí này mà cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Ai cũng xinh đẹp cả. Khi em đứng ở đây em thấy em vui lắm. Quý khán giả cũng ganh tị với nhà trường lắm đây. Nhưng mà trường mới là người ganh tị với tất cả quý vị. Khi mà chúng ta có thể ở một góc độ quan sát rất là rõ câu chuyện ngày hôm nay và cũng như là phần biểu diễn của các bạn nhỏ rất là dễ thương với một bộ sưu tập thần rừng. Cảm ơn Vi khi đã đến với khoảnh khắc cuộc đời ngày hôm nay. Và chương trình cũng có một món quà xin được gửi tặng Vi, đó chính là một huy hiệu của khoảnh khắc cuộc đời. Xin được mời chị Thanh Thảo sẽ gửi tặng món quà này ạ. Đây. Và một lần nữa xin được cảm ơn Vi Collins vì đã nhận lời đến với khoảnh khắc cuộc đời để chia sẻ câu chuyện của bạn đến tất cả quý khán giả. Và mỗi ngày như thế chúng ta sẽ ghi nhận nhiều hơn những câu chuyện ý nghĩa và những thông điệp với các khách mời của khoảnh khắc cuộc đời. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Quốc tế City. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 093-8897-177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.